Buồn gì? Buồn gì? Phải. Buồn lắm. Anh đang giỏi. Buồn lắm đâu. Chưa đợi chưa? Chưa. Chưa là con. Chưa là con. Come here.
Ủa hết lại ba đúng không? Hôm nay ở cơ quan bố đấy có trứng trứng vãi, nhưng mà là hết rồi. Lúc sáng thì bảo có, nhưng mà đến trưa thì lại bảo hết rồi nên bố không mua được. Bọn đi thứ năm mới có. Wow, các bạn ơi, nhìn khay cơm của bạn Wonsi này, thì gà, trứng, muỗng cơm là hết rồi, còn thì gà và trứng cũng còn nguyên. Xem bạn Wonsi ăn miếng thịt gà nhá. Ôi sao trộn đấy, ôi con đừng trộn ra, trộn lên tẹo con ăn hết thì sao? Con trộn ra tẹo con ăn hết đấy. Thì à, bỏ à? Phải ngẩng mặt lên, chả nhìn cả ai nhìn thấy mặt mũi đâu. Cúi đây thì ai nhìn thấy gì ấy. Đấy, rồi. Ôi dồi, đầy mồm mà vẫn cho mồm kìa. Từ mai mỗi bạn một suất này nha, ăn cơm suất luôn cho gọn nha. À, không có ăn cơm suất nữa à? Mà ăn còn một miếng thịt gà cuối cùng, úi xôi. Xin mẹ ăn hai quả trứng, hai quả trứng gà luộc kìa, sợ trứng gà đấy mà chứ vịt đâu, gì đây cái vịt bé đấy định nửa không, trời ơi cho uống trứng vịt à, không cái gà ngon hơn rồi. Các bạn nhỏ ăn cơm nhá, bố lên nhà đây, bye bye. À, bạn Sa xin chào các bạn đi. Bác Gô Diên chào các bạn. Xin chào nha, bye bye. Chúc các bạn ăn ngon miệng nha. Gôn Si.